Akurat Pulet nói, dân anh đã thần tượng sai người, tôi sẽ vạch trần Joshua một lần nữa. Akurat Pulet đã không có những đối đáp quá tử tế sau khi Anthony Joshua khẳng định sẽ hủy diệt mình trong trận đấu vào tháng 12 tới. Hai võ sĩ hạng nặng nói trên sẽ chạm trán vào ngày 12 tháng 12 vì ngôi vương của danh hiệu tổng hợp, sau khi Pulev giành được quyền thách đấu đài IBF với những nỗ lực của mình. Lẽ ra thì Anthony Joshua đã đấu với Pulev vào năm 2017, nhưng cuộc so găng này bị hủy bỏ vì tay đấm người Bulgari gặp chấn thương và Kalo Takam được thay thế. Rồi trước sự chứng kiến của nhiều người, Aziz đã hạ gục võ sĩ đến từ Cameroon để bảo vệ thành công 3 chiếc đai quý giá mà anh có được sau khi thắng huyền thoại Vladimir Klitschko vào mùa xuân năm đó. Dù vậy, Joshua cũng không bất bại quá lâu cùng các danh hiệu lớn kể trên khi vào giữa năm 2019, Andy Ruiz đã hạ gục nhà vô địch người Anh để chiếm lấy những chiếc đai này. Dù Aziz đã phục thù thành công trong cuộc tái chiến 6 tháng sau đó tại Ả Rập Xê Út, nhưng Pulev sẽ không để anh quên đi sự thật này. Tôi đã quan sát cậu ta thi đấu, cậu ấy có phong cách, là hình mẫu tốt, nhưng Aziz không cho thấy sự vững vàng về mặt tinh thần. Đúng vậy, cậu ta có kỹ năng nhưng không chứng tỏ được điểm mạnh tâm lý. Đây là một vấn đề thuộc về bên trong ở dòng máu đang chảy của một con người và cậu ta không có được điều đó. Và về lĩnh vực này, tôi biết tôi là người mạnh mẽ hơn. Đây chính là sự khác biệt. Thế mạnh đó sẽ giúp tôi giành chiến thắng. Võ sĩ 39 tuổi phát biểu qua Best Way Inside Blog. Khi được hỏi rằng thắng và thua của trận đấu này sẽ nằm ở đâu, Pulev trả lời, đây sẽ là một trò chơi tâm lý, một ván cờ về mặt tổng thể. Nhưng điều khác biệt duy nhất là kết quả của nó sẽ đến nhanh như tia chớp. Tôi có thể nói với người hâm mộ rằng tôi sẽ vạch trần Aziz một lần nữa và chứng tỏ rằng họ đã thần tượng sai người. Tôi sẽ vạch trần cậu ta trước cả thế giới lần thứ hai. Có thể kết luận rằng đây là câu trả lời trực tiếp của Pulev dành cho Joshua, người đã tuyên bố sẽ hủy diệt rắn hổ mang khi họ đối đầu. Cậu ta phải học được điều gì đó từ Andy Ruiz, bởi vì nó là việc đã xảy ra với cậu ấy. Hãy chờ xem, tôi sẽ vạch trần cậu ta. Pulev nhấn mạnh ý định của mình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Bí mật về Akurat Pulev, đối thủ sắp tới của Anthony Joshua. Cả sự nghiệp chỉ tập trung thi đấu boxing bán chuyên tại châu Âu và không có quá nhiều thành tích nổi trội tại cấp độ quốc tế. Nhưng Akurat Pulev, tay đấm 39 tuổi người Bulgaria, lại là cái tên được truyền thông săn đón vì tính khí bốc đồng, sôi nổi và hàng loạt hành động phản cảm trước ống kính máy quay. Nụ hôn đánh cắp. Năm ngoái, Pulev tới Costa Mesa của California, thượng đài sau khi chấp nhận lời thách đấu của Bogdan Nidu. Chuyện chẳng có gì đáng nói bởi dù kết quả ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng mấy ai dành sự quan tâm cho trận đấu giữa hai cái tên này. Nhưng hóa ra đây là ngày truyền thông thể thao xứ cờ hoa được dịp chạy tin khi Pulev có cử chỉ vô cùng thô lỗ với Jennifer Ravaro, nữ phóng viên phụ trách bản tin phỏng vấn trực tiếp cho kênh truyền hình địa phương. Chuyện là trong khi đứng cạnh Rivalo và trả lời một số câu hỏi, Pulev đã không tập trung chuyên môn mà chỉ chú ý vào Ravalo. Rồi đột nhiên giật micro của Ravalo và hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt chửng cô gái này. Thậm chí còn có cáo buộc Pulev quấy rối tình dục Ravalo, thậm chí chạm vào mông Ravalo giữa thanh thiên bạch nhật. Ủy ban thể thao tối cao của bang California khởi kiện, ra án cấm thi đấu 6 tháng với Pulev. Nhưng sự việc chưa dừng lại tại đó, anh trai và cũng là người đại diện đã gửi một đoạn video cho cơ quan chức năng ghi lại cảnh Pulev và Ravalo đang nhảy nhót uống rượu trong một bữa tiệc sau trận đấu. Giữa họ đã có thỏa thuận từ trước, chẳng ai ép ai và rõ ràng Ravalo thích Pulev nên mới để em tôi làm thế. Thông cáo báo chí từ đại diện của Pulev gửi tới công chúng ghi rõ. Dù vậy, án phạt vẫn được giữ nguyên, kèm theo khoản nộp phạt 3.000 đô. Pulev cũng phải tham gia vào khóa đào tạo nhận thức về tác hại hậu quả của quấy rối tình dục. Mất 4 tháng, Pulev mới được cấp phép thi đấu chuyên nghiệp trên lãnh thổ Mỹ và đi kèm với một cảnh báo, nếu tái phạm sẽ bị cấm thi đấu trọn đời ở Mỹ. Ngoại tình và phân biệt chủng tộc. Vài tháng sau scandal nói trên, Pulev nói lời chia tay với cô bạn gái lâu năm Theodora Rumenova Andreeva. Nói chính xác hơn, Andreeva đá Pulev vì không chịu nổi thói trăng hoa, sở thích ngoại tình quái đản của anh bạn trai tồi tệ.
Pulev và Andreeva quen nhau từ năm 2006, là cặp đôi khá nổi tiếng trong làng giải trí Bulgari. Andreeva thực sự là người đẹp có tiếng nói tại Bulgari, sở hữu tài khoản Instagram gần nửa triệu người theo dõi và từng thắng nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn tại các quốc gia Đông Nam Âu. Andreeva là hoa hậu của thành phố Sofia trước khi đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi du lịch Bulgari ở tuổi 19. Trong khu vực châu Âu, sức ảnh hưởng của Andreeva cũng tương đối đáng kể. Cô góp mặt và thắng ở 30 cuộc thi sắc đẹp hoa hậu khác nhau tại lục địa già. Rất nhiều trong đó là những chương trình đình đám như Ngôi sao vùng Balkan hay Người đẹp châu Âu của năm. Có bạn gái đẹp nhưng Pulev chẳng biết trân trọng. 5 lần 7 lượt phản bội niềm tin của Andreeva khiến cô không thể chịu nổi, bèn tung hê mọi thứ lên mặt báo. Có lúc anh ta công khai qua lại với 3 cô gái khác, dắt họ về căn hộ tôi bỏ tiền ra mua. Trắng trợn hơn, Pulev còn nói rằng tôi sẽ chẳng dám bỏ anh ta đâu, vì làm gì có ai tốt hơn hắn. Andreeva thổ lộ trên Denevchus, nhật báo lớn nhất của Bulgari. Mới nhất, Pulev còn khiến khán giả boxing phát điên với tuyên bố Anthony Joshua ngoài cú đấm còn có lợi thế là làn da nâu hơn tôi. Trước cuộc so găng tranh đai WBA với tay đấm người Anh vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Lẽ ra trận đánh này được tổ chức vào năm 2017, nhưng 11 ngày trước thượng đài, Pulev bất ngờ tuyên bố anh gặp chấn thương vai. Nhưng sự thật về chấn thương đó vẫn là một dấu hỏi, bởi đúng vào ngày lẽ ra trận đấu diễn ra như dự kiến, Pulev bị bắt gặp đang đi du lịch ở Dubai, quậy tưng bừng. Anthony Joshua và ban tổ chức rất tức giận vì thỏa thuận bản quyền truyền hình 4 triệu đô bỗng chốc thành giấy vụn vì bản tính ngang tàn vô kỷ luật của Pulev. Thế mới nói để nổi tiếng, tài năng đôi khi chỉ là chất phụ gia. Lý lịch về Kurat Pulev. Kurat không phải là một cái tên phổ biến và đơn thuần. Tại Bulgari, Kurat là tên một nhân vật cai trị thời Trung Cổ tại quốc gia này. Gia đình của Pulev sinh ra 2 người con trai và đã lần lượt đặt tên là Kurat và Tevel, một nhà cai trị khác trong lịch sử, với hy vọng con của họ sẽ giành được chỗ đứng trong xã hội sau này. Đáng chú ý, Tevel cũng là một tay boxing hạng nhẹ có tiếng tại Bulgari. Vì cái tên này, Kurat đã từ chối nhập tịch Đức để giữ gìn văn hóa gia đình khi lời mời tới vào năm 2014. Kurat Pulev sinh ngày 4 tháng 5 năm 1981 tại Sofia, Bulgari. Anh có chiều cao 1m94, thi đấu ở hạng nặng. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2009. Thành tích 28 chiến thắng, 1 trận thua. Thắng knockout 14 lần. Các danh hiệu đáng chú ý trong sự nghiệp: vô địch châu Âu nghiệp dư hạng nặng các năm 2004 và 2008. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.